Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với điểm tin tối ngày 30 tháng 10 tại Snews. Và ngay bây giờ hãy cùng mình đến với phần điểm tin. Hôm nay ngày 30 tháng 10 sẽ có những tin tức đáng chú ý sau. Trang đánh giá tựa game Liên minh huyền thoại tốc chiến nhận bão 1 sao. Nữ ca sĩ Phạm Quỳnh Anh bức xúc khi bị gạ tình bằng 3 tỷ đồng vào một căn chung cư. Ủy ban Nhân dân huyện xác nhận có sự việc cán bộ đến thu lại tiền cứu trợ của Thủy Tiên cùng nhiều tin tức khác đáng chú ý trong 24 giờ qua. Gần đây, tựa game Liên minh tốc chiến đã chính thức được ra mắt. Thế nhưng riêng game thủ Việt Nam phải đợi tới tháng 12 mới có thể truy cập được vào tựa game này. Điều này thì đã khiến cho trang fanpage của tựa game phải nhận hàng loạt một sao từ game thủ Việt, khiến Riot cũng phải lên tiếng. Theo đó, bởi vì quá nóng vội để thử nghiệm mà người chơi Việt đã khiến cho tựa game Liên minh huyền thoại tốc chiến phải hứng chịu làn sóng đánh giá một sao, trong đó đa phần đến từ người dùng bình luận bằng tiếng Việt. Đáng buồn hơn, rất nhiều bình luận tiêu cực có phần tục tĩu xuất hiện khiến Riot cũng phải vào phản hồi. Tuy đã mở tải, nhưng có lẽ bản của Liên minh huyền thoại tốc chiến không thể lường trước được rằng số lượng game thủ đăng nhập lại quá đông đến như vậy, dẫn đến hàng loạt lỗi được cho là xuất phát từ máy chủ của tựa game như không lập được tài khoản Riot, không đặt được tên, không thể đăng nhập, v.v. đều có thể do lượng người chơi đăng tải về và truy cập vào máy chủ của Liên minh huyền thoại tốc chiến đang rất đông. Trong suốt vài tiếng đầu giờ chiều ngày hôm qua, hàng loạt game thủ đã phàn nàn về việc quá khó khăn để truy cập vào game, đặc biệt là lỗi không thể tạo tên người dùng. Những câu chuyện về việc chào mời gặp riêng trong giới giải trí vốn được xem là những chuyện bí ẩn của showbiz Việt. Thế nhưng mới đây thì ca sĩ Phạm Quỳnh Anh đã phải bức xúc chia sẻ khi bị gạ gẫm gặp riêng để tâm sự với giá là 3 tỷ cùng với một căn chung cư. Mới đây, nữ ca sĩ Phạm Quỳnh Anh đã chia sẻ lên mạng xã hội hình ảnh chụp màn hình một email có nội dung như sau. Chào em có thể gặp anh được không? Anh chuyển khoản em 3 tỷ với một căn chung cư ở quận Thủ Đức. Nội dung email dù ngắn gọn nhưng vẫn đủ để khiến Phạm Quỳnh Anh tức giận và bức xúc nên đã không ngần ngại nói thẳng, nhờ anh chuyển thẳng đến bà con vùng lũ dùng em, đọc cái mail mà muốn cho anh ăn vài phát đấm, thằng điên. Nhiều bình luận bên dưới bài viết đã chỉ trích người đàn ông gạ tình nữ ca sĩ, đồng thời khen ngợi cô dù tức giận nhưng vẫn có lòng hướng về miền Trung. Mới đây, thông tin cán bộ thu lại tiền hỗ trợ của người dân do nữ ca sĩ Thủy Tiên trao tặng đã thu hút rất nhiều sự chú ý của dư luận khi số tiền bị thu lại được cho là lên đến hơn 400 triệu đồng. Và vào trưa ngày hôm nay, thì Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện đã lên tiếng xác nhận là có sự việc này xảy ra. Vào trưa ngày hôm nay, ông Phan Văn Thanh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình cho biết đã xác minh được thông tin sự việc là chính xác. Theo đó, vụ việc xảy ra trên thôn Ngoạ Cương, xã Cảnh Hóa. Ông Thanh khẳng định rằng vào sáng nay, hơn 400 triệu đồng của 69 hộ dân tại thôn Ngoạ Cương đã được trao trả lại cho bà con. Ngoài ra, thì Ủy ban Nhân dân huyện đang yêu cầu xã báo cáo sự việc này bởi Thủy Tiên về trao quà từ thiện đã có thông qua chính quyền xã để nắm những danh sách và gia đình nào bị ảnh hưởng do lũ lụt. Ngoài ra, thì ông Thanh cũng khẳng định đây là việc làm của cán bộ thôn, không thông qua huyện. Đặt hàng online luôn mang đến rất nhiều rủi ro, trong đó bao gồm cả việc thời gian ship hàng quá lâu dẫn đến lỡ việc của người nhận hàng. Và mới đây, thì một tài khoản Facebook có tên là TT đã phải lên tiếng bức xúc về thái độ của một shop bán hàng online. Mới đây, một người có tên là TT đã chia sẻ câu chuyện của mình lên mạng để nhờ cộng đồng mạng suy xét. Người này cho biết có đặt hàng vào khoảng 14 giờ chiều hôm trước, nhưng vì vội về quê nên muốn được shop duyệt đơn và giao trước 17 giờ 30 hôm sau. Người khách đã khá lịch sự khi nhấn rằng nếu được thì tớ hy vọng sẽ nhận được trước 17 giờ 30 ngày mai và không quên gửi lời cảm ơn shop, đồng thời cho biết sẽ đặt thêm. Tuy nhiên, trái lại với mong muốn của khách hàng, phía cửa hàng lại trả lời có phần cộc lốc, bạn hủy đơn đi nhé. Do bức xúc, tài khoản TT đã chia sẻ câu chuyện của mình lên mạng xã hội kèm với lời thắc mắc. Ủa, thế trả lời nhẹ nhàng là cậu ơi, shop tớ bán hàng có quy trình, thời gian xác nhận đơn và giao hàng còn tùy thuộc vào bên vận chuyển thì làm sao? Đọc tin nhắn shop xong mình kiểu hoang mang, vừa hơi tức vừa không biết là hay mình sai thật. Dưới phần bình luận, người thì cho rằng nếu sợ đặt đồ không nhận được thì bạn TT nên hủy đơn và lời của người bán hàng không có vấn đề gì. Nhưng đa số cư dân mạng đều cho rằng lời lẽ của người bán hàng quá là kém duyên. Mới đây, một tài xế xe từ thiện đang di chuyển đến miền Trung để cứu trợ bà con thì bỗng nhiên bị một chiếc xe hơi đi ngang chặn giữa đầu xe trên một con đường vắng, khiến xe không thể di chuyển. Tưởng chừng như điều này là vô cùng nguy hiểm, thế nhưng sự thật đằng sau khiến ai nấy đều phải ấm lòng. Mới đây, một tài xế lái xe tải đã chia sẻ câu chuyện vô cùng thú vị mà mình gặp được trên đường đi cứu trợ miền Trung.
Anh cho biết, trong khi xe đang di chuyển thì bỗng nhiên bị một chiếc xe hơi màu xanh vọt lên phía trước rồi ép đầu bắt dừng lại. Sự việc bất ngờ khiến bác Tài có phần lo sợ vì trên đường vắng người cho nên rất dễ gặp chuyện nguy hiểm. Thế nhưng sau đó, chủ nhân của chiếc ô tô màu xanh kia đã đến và đưa 2 triệu đồng vào tay tài xế xe tải. Thì ra người này thấy dòng chữ hướng về miền Trung nên mới ép xe dừng lại để góp chút quà ủng hộ. Anh còn nói vội, anh gửi 2 triệu bồi dưỡng bác Tài ăn uống dọc đường, nhớ bình an nhé. Câu chuyện này đã khiến những người chứng kiến không khỏi ấm lòng và hết lời ca ngợi. Họ cho rằng trong lúc miền Trung đang chịu tổn thất quá nặng nề thì những hành động như thế này là vô cùng cần thiết. Các bạn thân mến, ngay bây giờ hãy cùng với SNews cập nhật tình hình dịch bệnh Covid-19, dự báo thời tiết cũng như giá xăng và giá vàng. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và theo dõi. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong điểm tin tối ngày mai nhé.